Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Ở trong phần thứ nhất thì chúng tôi đang nói về những cái chuyện liên quan đến quanh thủ đô Washington trong những ngày này, cũng như là cái vấn đề an ninh an toàn cho cái lễ nhậm chức tổng thống vào ngày thứ tư tuần tới, cũng vấn đề an ninh của ông Joe Biden. Bây giờ quay ngược lại cái chuyện ngày hôm qua, mọi người cũng bàn tán về cái đoạn video clip mà Tổng thống Donald Trump đã đưa ra. Cái đoạn này thì nó dài hơn cái lần mà ông nói hôm thứ năm tuần trước. Trong đó ông cũng lại một lần nữa đã lên án mạnh mẽ hơn những người đã tham gia vào trong cái cuộc tạo nên cái bạo loạn ở thủ đô Washington DC vào ngày thứ tư tuần rồi. Thì cái video này đó thì ông lên án những cái người đã để xảy ra bạo động như vậy. Đồng thời ông cũng nói rằng là khi mà yêu mến ông thì những người mà yêu mến ông đó, hay là những người mà yêu mến nền dân chủ đó, thì không có bạo loạn như vậy, không có bạo động như vậy. Đó là những cái người khác, không phải là những người mà yêu mến ông. Và đồng thời đó, khi mà người ta nói cái video này cũng là một cái video mà tại vì ông bị cấm cửa trên Twitter rồi, YouTube rồi, cho nên ông không còn phương tiện nào khác. Thì Tòa Bạch Ốc đó mới quay cái video clip và bỏ lên cái trang của Tòa Bạch Ốc, vì thế mọi người mới coi được. Kỳ này đó thì ông nói cái giọng nói của ông đó thì nó có vẻ gọi là nhẹ nhàng hơn, nhưng mà ông cũng lên án luôn tất cả những người mà để xảy ra cái bạo động ở tại Washington DC. Tôi có đi ra ngoài thì có nhiều người nói rằng là cho tới giờ phút này tổng thống mới lên án những người đó. Thế thì tại sao ngay hôm đó, nhiều người nói rằng ngay cái hôm đó tại sao tổng thống không lên TV, không lên kêu gọi những cái người bạo loạn đó chấm dứt những cái hành động này đi, mà cho tới ngày hôm nay là một tuần sau đó. Lúc bây giờ thì ông Joe Biden cũng có lên hệ thống truyền thông, và ông Joe Biden có nói là Tổng thống Donald Trump, ông hãy lên TV ngay giờ phút này để mà kêu gọi chấm dứt cái hành động bạo động ở tại Điện Capitol. Nhưng mà không thấy Tổng thống làm. Cho tới một tuần sau đó thì Tổng thống mới xuất hiện ở trên một cái video và kêu gọi rằng là yêu mến ông thì không nên có những cái hành động tương tự như vậy trong những ngày sắp tới. Không biết là những người mà đã vì Tổng thống Donald Trump xuất hiện ở ngay cái buổi ngày hôm đó, cũng như là theo cái dòng người để mà tràn vào trong tòa nhà Quốc hội đó, thì sẽ nghĩ như thế nào về những cái lời phát biểu của Tổng thống Donald Trump khi ông nói rằng là bạo loạn tập thể là đi ngược lại mọi niềm tin của tôi cũng như những thứ mà phong trào của chúng tôi ủng hộ. Không có ủng hộ viên chân chính nào của tôi lại có thể tán thành bạo loạn vì mục đích chính trị. Tức là ông lên án hết mọi cái chuyện đó. Không có ủng hộ viên chân chính nào của tôi lại có thể đe dọa hoặc quấy nhiễu người Mỹ khác. Có nghĩa là đe dọa và quấy nhiễu người Mỹ khác, là không có chuyện đi chửi những cái người mà không đứng về phía mình. Ngày hôm diễn ra cái sự kiện 6 tháng Giêng đó, thì ông chỉ nói, sau khi mà như anh Trường vừa mới nói là nhiều người lên tiếng, thì ông cũng chỉ lên nói rằng là thôi đi về nhà đi, tôi yêu quý tất cả các bạn, chứ không có lên án cái hành động đó. Để đến hồi tuần rồi thì sau đó thì ông mới có một cái video hồi tuần trước, khoảng chừng hồi cuối tuần khoảng chừng 2 phút thôi, 2 phút mấy. Lần này thì ông nói dài hơn, lời lẽ cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng mà ở trong này thì khi mà nghe lại hết á, thì cũng không có cái chỗ nào để ông thấy rằng là đó là một cái phần trách nhiệm của ông, hoặc là cũng như là ông trong đó ông có nhắc gì đến ông tổng thống đắc cử Joe Biden hoặc là gì hết. Thì ông cũng chỉ là lên án, người ta nghe rõ ràng nhất đó là cái chuyện ông lên án những người đã tấn công vào tòa nhà Quốc hội ngày hôm đó. Bây giờ nói qua cái chuyện gọi là trong nhà ngoài phố tí xíu. Có nhiều người nói là
ông còn làm có, hôm nay là ngày 14 rồi hả, chỉ còn có 6 ngày nữa thôi mà luận tội với truất phế với đàn hạt ông để làm gì. Ông chỉ còn có mấy ngày nữa thôi mà cái chương trình luận tội ông hay truất phế ông đó thì chắc chắn sẽ không có diễn ra được, là tại vì còn phải đưa lên thượng viện, còn phải thủ tục, rồi phải tòa án này kia nữa. Tòa án chấp thuận thì mới truất phế ông được hay là luận tội ông được. Nhưng mà có một cái điều đó là nhiều người vẫn nói rằng là còn có mấy ngày nữa thôi thì làm việc này để làm gì, tốn tiền thuế của dân rồi mất thời gian nữa. Nhưng mà bên phía phe dân chủ đó họ nhất định họ muốn làm cái chuyện này, thứ nhất là để mang tiếng cho ông đây là một vị tổng thống mà bị luận tội tới 2 lần trong một nhiệm kỳ, đồng thời làm cái việc này để mà cho sau này ông có muốn ra tranh cử làm một cái chức vụ gì đó nữa thì ông sẽ không được quyền ra nữa. Tại vì nó có nhiều cái mục đích trong này lắm, chứ không phải chỉ là luận tội hay là truất phế ông không đâu. Truất phế thì chắc chắn là khó thành công, là tại vì 20 tháng 1 thì tổng thống đã lên rồi và ông cũng ra đi khỏi tòa bạch ốc rồi thì làm sao mà truất phế được. Nhưng mà luận tội để kết tội cho ông là đã kích động những cái vụ bạo lực ngày 6 tháng 1 vừa rồi đó để mà mang tiếng cho ông là một, và thứ hai nữa ngăn cản ông không có giữ một cái chức vụ nào trong chính quyền sau này nữa. Đó là cái mục đích của bên phía phe dân chủ. Bây giờ nói tới cái việc mà đưa cái thủ tục này lên trên thượng viện đó, thì trên thượng viện ít nhất là phải có tới 18 viên chức thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa cùng ký tên vào thì may ra mới là thủ tục đó mới được hoàn tất. Nhưng mà cho tới phút này thì chỉ mới có 9 hoặc là 10 thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa đồng ý thôi. Họ nói rằng là đúng, Tổng thống Trump nên bị luận tội, vân vân, nên bị kết tội là đã kích thích. Còn lại một số khác thì họ cảm thấy là vui khi đảng Dân Chủ đưa cái vấn đề này ra, nhưng họ chưa có cho biết ý định của họ là có đồng ý ký tên chấp thuận cái luận tội Tổng thống Donald Trump hay không. Cho nên mình cũng chưa biết được. Với lại cái con số là phải có 2/3 ở trên thượng viện đồng ý kìa thì Tổng thống Trump mới bị kết tội. Thật ra bây giờ ở ngay ở Hạ viện đưa lên thì cái số biểu quyết á, như đã nói, nó cũng không có phải là nó chênh lệch rất là nhiều, nó chênh lệch không có nhiều. Rồi từ đó đưa lên để thấy rằng là giữa cái chuyện mà người ta đồng ý hay là không đồng ý với cái chuyện đưa Tổng thống Donald Trump ra để mà luận tội lần thứ hai đó, trong cái bối cảnh này có vẻ là người ta cần phải đắn đo rất rất là nhiều. Nếu lần trước thì cái tội ông được đưa ra để luận tội nhiều cái tội khác nhau, nhưng mà lần này chỉ duy nhất một tội thôi, đó là kích động bạo lực, và cũng liên quan đến cái cuộc mà xâm nhập vào trong tòa nhà Quốc hội vào ngày thứ tư tuần trước. Nếu như ngày hôm qua tin tức đưa ra thì có một cảnh sát thuộc sở cảnh sát Los Angeles đang bị điều tra về cái chuyện đó. Người cảnh sát này không có được nêu tên, chỉ biết rằng là cảnh sát trưởng của Los Angeles thông báo rằng là có một nhân viên cảnh sát của mình đã xuất hiện ở trong cái buổi đó. Tuy nhiên cái người cảnh sát này nói là ông chỉ đứng ở ngay cái trước cái buổi trong cái dòng người đó để xem cái phát biểu của ông Donald Trump thôi, rồi sau đó thì anh ta đi về nơi ở của mình. Thì trong lúc mà đi về cái nơi tạm gọi là khách sạn của anh ta đang ở thì anh ta mới nhìn trên TV mới thấy là cái dòng người đó đang đổ xô vào trong tòa nhà Quốc hội, nhưng mà anh ta không tham gia. Tuy nhiên anh ta vẫn phải giống như là có một cái cuộc nói chuyện với lại FBI. Riêng đối với lại một cảnh sát ở Houston thì ngày hôm qua cái vị cảnh sát này á thì người ta nhận diện được là anh có mặt ở trong cái dòng người mà tràn vào trong tòa nhà Quốc hội. Và điều đặc biệt nữa là cái người cảnh sát này là một người gốc Việt, bởi vì cái tên của anh ta là một cái tên rất Việt Nam. Xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần bảo trợ thương mại.